liên quan tới vụ một người tử vong, ba người nguy kịch sau khi uống 6 chai rượu pha sẵn. Nguồn tin từ Bệnh viện Quân y 175 mới đây cho biết, ba nạn nhân này đã được chuyển từ Bình Phước lên thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu và hiện đang được các bác sĩ tại đây tiến hành cho lọc máu để thải methanol ra ngoài. Thời điểm nhập viện, các bệnh nhân được xét nghiệm ghi nhận nồng độ rượu rất thấp nhưng vẫn xuất hiện rối loạn chuyển hóa. Các bác sĩ tiên lượng nặng, do đó ngay lập tức cho các bệnh nhân bù dịch, ổn định hô hấp, sau đó lọc máu để cải thiện tình hình. Tuy nhiên, thời gian lọc máu còn tùy thuộc vào đáp ứng của từng người bệnh. Trước đó vào khoảng 18 giờ tối ngày 13 tháng 7, ba người trong gia đình anh Hát, 40 tuổi, ngụ tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước cùng bạn tổ chức nhậu. Cả nhóm uống hết 6 chai rượu, mỗi chai 500ml. Sau đó anh Hát có biểu hiện mệt, đau đầu, diễn tiến hoa mắt, nôn ói nhiều nên được gia đình đưa đi cấp cứu. Nhưng đến rạng sáng ngày 14 tháng 7 đã tử vong. Vợ con anh Hát và người bạn nhậu cũng có triệu chứng tương tự nên được chuyển lên Bệnh viện Quân y 175 điều trị. Vào tháng 5 năm 2023, Bệnh viện Quân y 175 cũng tiếp nhận chùm 3 ca ngộ độc rượu, trong đó một người tử vong do chuyển nặng. May mắn hai người còn lại được cứu sống. Thưa quý vị, bản tin sáng nay của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết là áp thấp nhiệt đới đã vượt qua phía bắc đảo Luzon, Philippines đi vào Biển Đông. Vào lúc 1 giờ ngày 15 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông, khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9. Dự báo đến 1 giờ ngày mai 16 tháng 7, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông, khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc khoảng 770 km về phía đông, đông nam, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đưa ra các bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực vùng núi Bắc Bộ và cảnh báo sóng lớn trong 24 giờ tới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nửa cuối tháng 7 đến hết năm 2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 9 đến 11 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 4 đến 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Theo thống kê, giá gạo xuất khẩu bình quân 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 539 đô la Mỹ một tấn, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2022. Đây cũng là mức giá xuất khẩu cao nhất 10 năm qua của hạt gạo Việt. Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho biết là trong 6 tháng đầu năm nay, nước ta xuất khẩu 4,24 triệu tấn gạo, thu về 2,26 tỷ đô la và tăng hơn 21% về lượng và tăng hơn 32% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu gạo của Việt Nam lập đỉnh một phần do Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu tới 40% lượng gạo của thế giới, do lo ngại vấn đề an ninh lương thực đã đưa ra các biện pháp hạn chế xuất khẩu gạo tại quốc gia này bằng việc đánh thuế rất cao đối với gạo xuất khẩu. Theo kế hoạch sản xuất, cả năm 2023, sản lượng gạo của Việt Nam dự kiến đạt trên 43 triệu tấn, tăng 0,4 triệu tấn so với năm ngoái. Ngoài phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng nội địa, năm nay nước ta có thể xuất khẩu ít nhất 7,2 triệu tấn gạo. Thông tin từ Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 năm 2023 sẽ diễn ra tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 11. Sự kiện do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức có khẩu hiệu xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam giàu bản sắc dân tộc, hiện đại và nhân văn. Đây là sự kiện văn hóa nghệ thuật quốc gia được tổ chức định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các tác phẩm điện ảnh và nghệ sĩ trong hoạt động sáng tác điện ảnh. Liên hoan phim Việt Nam lần đầu tiên diễn ra tại thành phố Ngàn Hoa cũng là hoạt động thiết thực nhằm kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập ngành điện ảnh Việt Nam 1953-2023, 130 năm thành phố Đà Lạt hình thành và phát triển 1923-2023. Cục Điện ảnh nhận hồ sơ đăng ký phim tham dự đến ngày 5 tháng 9, nhận bản phim tham dự đến ngày 30 tháng 10. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, Pháp ngày 14 tháng 7 tổ chức cuộc diễu binh truyền thống mừng quốc khánh vào 10 giờ theo giờ địa phương. Cuộc diễu binh năm nay huy động 6.500 người, trong đó có 5.100 quân nhân diễu hành trên đường, cùng với 68 phi cơ, 28 trực thăng, 157 xe cơ giới, 62 mô tô và 200 ngựa của lực lượng vệ binh Cộng hòa. Năm nay có một sự thay đổi nho nhỏ khi cuộc diễu binh được khai mạc bởi 240 thành viên của lực lượng vũ trang Ấn Độ. Ngoài ra, có 3 chiếc máy bay Rafale của Ấn Độ cũng tham gia màn trình diễn trên không cùng quân đội Pháp. Điều này nhằm thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa Pháp và Ấn Độ, nhất là năm nay, Paris và New Delhi kỷ niệm 25 năm thành lập quan hệ đối tác chiến lược.
Quốc khánh Pháp năm nay diễn ra trong bối cảnh nước này vừa trải qua các cuộc bạo loạn sau vụ cảnh sát bắn chết thiếu niên 17 tuổi gốc Phi. Hơn 130.000 người được huy động để đảm bảo an ninh trong dịp lễ. Cụ thể, 45.000 cảnh sát và hiến binh được huy động vào hai ngày 13 và ngày 14 tháng 7. 40.000 lính cứu hỏa cũng túc trực mỗi đêm. Ngày 14 tháng 7, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ký chỉ thị đóng cửa lãnh sự quán Ba Lan tại thành phố Smolensk. Việc đóng cửa cơ quan này cho phép Nga khôi phục tính bình đẳng của các cơ quan lãnh sự ở hai nước sau khi Warsaw có những hành động không thân thiện với Moscow. Cụ thể, đó là hành động tịch thu bất hợp pháp bất động sản ngoại giao của Nga trên lãnh thổ Ba Lan và cắt giảm đáng kể sự hiện diện ngoại giao của Nga tại Ba Lan. Phản ứng trước động thái trên của Nga, Ba Lan tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng. Quan hệ vốn căng thẳng giữa Nga và Ba Lan càng trở nên nghiêm trọng hơn từ sau cuộc xung đột ở Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Đại sứ Nga tại Ba Lan gần đây cảnh báo quan hệ giữa hai nước có thể tiếp tục xấu đi, thậm chí tới mức cắt quan hệ. Các nguồn tin chính phủ Hà Lan ngày 14 tháng 7 cho biết cuộc tổng tuyển cử của nước này sẽ diễn ra ngày 22 tháng 11 tới. Tuần trước, Thủ tướng Mark Rutte đã thông báo từ chức sau 4 nhiệm kỳ liên tiếp lãnh đạo đất nước, trong bối cảnh liên minh cầm quyền sụp đổ do bất đồng giữa các đảng về vấn đề người di cư. Theo kế hoạch, chính phủ liên minh do Thủ tướng Rutte đứng đầu sẽ tiếp tục điều hành đất nước cho đến khi chính phủ mới được thành lập sau cuộc tổng tuyển cử. Ông cũng tuyên bố sẽ rời khỏi chính trường ngay sau khi chính phủ mới được thành lập. Vào ngày 12 tháng 7 vừa qua, Bộ trưởng Tư pháp Dilan Yeşilgo tuyên bố ứng cử vào vị trí lãnh đạo Đảng Nhân dân vì tự do và dân chủ trong cuộc bầu cử vào mùa thu năm nay. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Sigrid Kaag và Ngoại trưởng Vahi Hoekstra đã khẳng định sẽ không ứng cử trong cuộc bầu cử sắp tới. Chiều ngày 14 tháng 7, theo giờ địa phương, Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ đã phóng tàu đổ bộ mặt trăng Chandrayaan-3 từ Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan ở Srihikota, bang Andhra Pradesh. Đây là phần tiếp theo của sứ mệnh Chandrayaan-2 đã gặp thất bại ở chặng cuối vào năm 2020. Nỗ lực lần này của Ấn Độ đang được cả thế giới theo dõi. Dự kiến sau khi hạ cánh, tàu đổ bộ Chandrayaan-3 sẽ triển khai một xe tự hành tại địa điểm gần vùng cực nam của mặt trăng để tiến hành thăm dò và thực hiện hàng loạt thí nghiệm trong vòng 2 tuần. Nếu thực hiện thành công sứ mệnh này, Ấn Độ sẽ chính thức điền tên trong danh sách hiện có 3 quốc gia đã đưa tàu đổ bộ lên mặt trăng, gồm Mỹ, Liên Xô trước đây và Trung Quốc. Chandrayaan-3 được phát triển với vốn đầu tư khoảng 75 triệu đô. Đây là sứ mệnh lớn đầu tiên kể từ khi chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi công bố các chính sách thúc đẩy đầu tư vào hoạt động chinh phục không gian do tư nhân thực hiện. Bản tin 9 giờ của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!